Vào ngày 5 tháng 9 năm 2018 thì Canon đã cho ra mắt sản phẩm Canon R, bước chân vào ngành máy ảnh không gian lật mà hiện tại Sony đang nắm vững. Vậy liệu sau 5 năm, sản phẩm Canon R này còn là một sản phẩm đáng để cho anh em mua hay không? Hãy cùng mình trả lời câu hỏi này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi về những điểm về ngoại hình. Nhưng mà nhìn chung, đây là một ngoại hình khá là đẹp nhưng mà chưa thực sự tối ưu. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một ngoại hình vô cùng nhỏ gọn, rất chi là công nghệ và nhỏ nhẹ nữa nên là cảm giác cầm nắm khá là thoải mái. Phần ván cầm sâu và rộng giúp người dùng có những bức ảnh chắc chắn hơn. Và ở phần phía trên của Canon R chúng ta sẽ có một màn hình nhỏ để chúng ta có thể kiểm soát thông số trong quá trình quay hoặc chụp mà không phải nhìn trực tiếp vào màn hình. Với Canon R chúng ta có một setup nút khá là đầy đủ và cái điểm được cho là sáng giá nhất khi là nhà sản xuất đã chuyển nút quay và nút lock lên phần phía trên để chúng ta có thể thao tác một tay vô cùng dễ dàng. Khác với dòng DSLR trước đây thì Canon R đã được tối giản lại phần nút và chúng ta sẽ có một phần bánh xe để chỉnh khẩu cũng như một bánh xe để chỉnh tốc và một thanh touch bar ở đây để chúng ta chỉnh ISO. Mặc dù là ngoài chỉnh ISO ra chúng ta để gắn được khá nhiều nút nhưng mà cái phần touch bar này vừa là phần thú vị cũng vừa là phần khá là khó chịu khi mà một số lần mình có đã chạm tay và thay đổi thông số trong quá trình mà mình không mong muốn lắm. Và chỉ với hai phần bánh xe thôi thì anh em khá là khó khăn trong việc mà có thể thao tác một tay để chỉnh các thông số như tốc độ hay khẩu độ. Giao diện dễ dùng cũng như là menu có full tiếng Việt cho anh em có thể dễ dàng làm quen. Và cái điều mình thích nhất trên chiếc Canon R này chắc chắn là phần màn hình rồi. Vì như các bạn xem video trước thì hiện tại mình đang sở hữu một chiếc Sony A73. Và cái phần màn hình của Canon R là cái phần mình rất là ao ước. Đầu tiên là phần màn hình có thể xoay lật theo nhiều góc để các bạn tiện lợi trong cả quá trình quay và chụp. Điểm thứ hai là màn hình vô cùng sắc nét, màu sắc lên cực kỳ đẹp. Cả khách cả mình đều ưng khi nhìn màn hình của Canon R. Nãy mình liệt kê thì màn hình là được 9,5 điểm rồi. Và cái 0,5 điểm còn lại là cái phần chúng ta có thể cảm ứng full chức năng trên chiếc màn hình này. Đầu tiên về thì nó chụp ảnh ấy nhá. Thì Canon nói chung hay là Canon R nói riêng cho ra một nước ảnh hồng hào, rất để phù hợp cho anh em chụp chân dung hay là chụp beauty. Và những cái màu ảnh này thì nó khá là ăn liền để anh em thể sử dụng luôn. Về định dạng file chụp thì Canon R sẽ hỗ trợ cho chúng ta 3 định dạng là JPEG, RAW và CRAW. Thì nhìn chung là tất cả những định dạng này đều có màu gốc khá là ổn và rất dễ cho anh em trong việc là tập blend màu. Với khía cạnh quay phim thì Canon R có thể quay Full HD 60fps và 4K 30fps. Nhưng mà ở chế độ 4K thì Canon R bị crop khá nhiều. Nhưng mà về mặt tích cực ý, khi mà em quay ở góc rộng, giả sử như con 2470 đây, tôi quay ở góc 24 và nó crop lại, thì vô hình chung mà khi anh em quay ở góc rộng và anh em crop lại thì khung hình của chúng ta sau khi crop nó lại chống rung tốt hơn, mặc dù là Canon R không có chống rung sẵn trong thân máy. Và chiếc Canon R chúng ta được sử dụng viên pin LPE6. Và viên pin LPE6 này được thừa hưởng từ những anh em dòng 5D, 6D trước và lên chiếc Canon R này. Thì tại sao Canon lại làm vậy? Tại vì viên pin LPE6 này trên chiếc Canon R có một dung lượng pin khá là tốt. Và ngoài ra thì LPE6 được Canon cải tiến lên một số bản như là LPE6NH cho một dung lượng còn tốt hơn nữa. Và điều đầu tiên mà chiếc Canon R này gây tranh cãi khi mà nó mới ra mắt là cái ngàm RF này nó có khá là ít len. Và những cái len mà lúc thời điểm đầu mới ra mắt thì nó có cái giá là khá là đắt. Nhưng mà thì hiện tại thì Canon đã cho ra những cái len RF với mức giá khá là tốt như là len 35RF hay len 50RF. Còn với những anh em mà đã từng dùng những dòng len cũ, len EF của Canon ấy mà muốn giữ lại dòng len đấy thì chúng ta có một giải pháp khá là tiết kiệm hơn, đó là một chiếc ngàm chính hãng. Chiếc ngàm này giúp anh em có thể gắn chiếc len EF của chúng ta lên chiếc Canon R và chất lượng bắt nét thì cũng tầm 8-10 so với len RF đó. Và chiếc Canon R này có khả năng bắt nét cũng như nhận diện chủ thể trong khá nhiều điều kiện ở mức tốt. Vậy Canon R đã dành cho ai? Thì hiện tại Canon R đã có một mức giá khá là ổn áp, khá là rẻ cho anh em dễ dàng tiếp cận, phù hợp với cả những anh em mà mới bắt đầu sử dụng, tại vì nó có một giao diện khá là ổn này, một menu bằng tiếng Việt cũng như là khả năng cảm ứng. Và chất lượng của Canon R vẫn khá là đủ cho những anh em làm nghề. Với những anh em mà thiên về chụp ảnh hơn thì Canon R sẽ là một lựa chọn khá là đúng đắn. Và anh em hãy đến với Toko Camera để sở hữu những chiếc Canon R chất lượng tốt với mức giá đẹp. Như lượt like, share, subscribe của anh em sẽ là động lực cho chúng mình để làm những video tiếp theo. Hẹn gặp anh em ở những video sau nhé.